Rồi ok, chào anh em đã trở lại với video của mình ha. Thì tiếp tục video hôm nay mình có lắp cho anh em một số cây máy thì cũng khá là nhiều mẫu anh em. Thì mình cũng làm clip ngắn để giới thiệu những mẫu máy này cho anh em được tham khảo ha. Rồi ok, thì mình sẽ nói sơ qua nó có những mẫu gì nha anh em. Thì trước tiên bên đây thì sẽ có hai máy là 12V E42, 12V E42 bản nước ngọt anh em, 12V nhỏ. Kế đó cũng là hai máy 12V nhỏ nữa, cũng là bản nước ngọt luôn nhưng mà nó xài E49 anh em. Xài E49 anh em thấy biến áp nó sẽ bự hơn con máy bên đây. Thì bản này thì sẽ cao cấp hơn. Và bên kia thì sẽ có hai máy là 8V nhỏ IGBT. IGBT là máy auto đó nè, máy auto là hai máy bên đây là tụ đen đây, là sẽ là hai máy 8V nhỏ IGBT auto. Đó, còn máy bên cuối cùng bên kia là máy 8V lớn cũng là IGBT luôn anh em, auto luôn, cũng là 8V lớn nha. Thì mình sẽ cho anh em xem sơ lược về từng máy ha. Sơ lược về từng máy thì hiện tại bên mình cung cấp đầy đủ các mẫu hết nha anh em. Máy nước ngọt thì mình có từ 6V đổ lên, 6, 8, 12, 16, 20, 48 và cả những mẫu phết lớn nữa. Nói chung là có đầy đủ cho anh em từ bộ cho tới thiền hết. Còn máy auto thì hiện tại mình có 8V nhỏ, 12V nhỏ, 8V lớn và 22V nhỏ. Đó là những dạng máy auto ha anh em. Rồi ok, mình sẽ cho anh em xem từng máy nha. Đây, trên tay mình là con máy 12V nhỏ E42, cũng biến áp 42 anh em, biến áp 42. Mẫu này thì vừa bỏ vừa thiền cho anh em, đánh được những dòng nước như là ngọt trong, ngọt đục, ngọt phèn. Nước nhiễm thì không đi được nha anh em. Nước nhiễm thì anh em phải đánh IGBT. Mẫu này thì chỉ chuyên ngọt phèn cho anh em thôi. Tất cả phép bên mình đều sử dụng phép lưng đồng hết nha anh em. Phép lưng đồng hết. Cũng cảm 42 nè, có quạt tản nhiệt đầy đủ cho anh em hết, có auto quạt luôn anh em. Tụ nhân áp là tụ lớn nha, tụ lớn, tụ chân cứng hoàn toàn. Cũng cảm 42. Bộ bơm là tụ BM. Thì tụ này nó màu xanh, có một số máy thì màu đen thì nó cũng vậy thôi, nó chỉ khác cái màu thôi anh em. Máy thì sẽ có đầy đủ chức năng và chế độ cho anh em hết, chống ngược cọc, chống chập vặt, quá tải gì đó đầy đủ cho anh em hết nha. Còn về hình thức mặt trước đây, về máy thì sẽ có kẹp bình cò bóp đầy đủ sẵn cho anh em hết, hộp trắng nắp trong, nắp là nắp trong nha anh em, rất là đẹp cho anh em luôn. Ở đây mình lấy cái nắp cho anh em được tham khảo luôn nha. Đây anh em, đây nắp trong rất là đẹp luôn anh em. Anh em đậy nắp là anh em có thể nhìn được chi tiết máy bên trong luôn, rất là đẹp nha anh em. Ở đây mình mở nắp để cho anh em có thể nhìn rõ hơn. Đây, còn về mặt trước đây nó sẽ có hai cái cọc đỏ, cọc đen là để gắn phạt thôi, cọc đen là mát. Thì khi gửi tới anh em mình sẽ dán chữ đầy đủ cho anh em hết nha. Công tắc này là phân áp thôi anh em bật lên là áp cao nha, bật xuống là áp sẽ thấp hơn một xíu, anh em đi nước đục, nước phèn gì đó. Còn bật lên thì đi nước ngọt trong hoặc là nước ngọt nhẹ tạp chất anh em. Nút đỏ là chỉnh tần số, là chỉnh mạnh yếu anh em. Nút trắng là chỉnh chế độ, anh em vặn hết lóc lên là chế độ đánh lì. Còn anh em giảm về thì nó sẽ chọn cho anh em, nó sẽ nhịp cho anh em. Rồi ok, mẫu này là mẫu 12V E42, bản này là 1.3 nha anh em. 1.3 thì giá cả bên mình đều là bao ship và bảo hành sửa chữa miễn phí cho anh em trong vòng 1 năm hết nha. Mẫu này là 1.3. Kế tiếp là máy này thì tương tự thôi anh em, mà mình sẽ giới thiệu cho anh em mẫu 12V E49. Thì video trước mình có quay riêng về con máy này nè, anh em cần tham khảo thì anh em cũng vào kênh của mình anh em ủng hộ mình nha. Đây anh em, đây là máy 12V E49. Thì về cấu hình máy nói chung thì nó cũng tương tự như cái máy 12V kia bên kia thôi, nhưng mà nó khác về phần biến áp và canh chỉnh tần số thôi anh em. Nó biến áp nó sử dụng là biến áp E49-17, biến áp rất là lớn luôn, cho nên công suất nó cũng sẽ cao hơn một xíu nha anh em. Mỗi này thì anh em có thể đánh vừa bọ hoặc là chuyên thì nhỏ cũng hiệu quả anh em. Độ sâu tầm khoảng trên dưới 2m nước đổ lại ha. Về chức năng chế độ thì nó cũng tương tự thôi anh em. Về cấu hình máy, thiết kế máy bên ngoài thì cũng tương tự thôi, có cả auto quạt đầy đủ cho anh em hết nha. Đây là bản 12V nhỏ E49, mình nhắc lại nha, bên kia là E42 là 1.3, này là E49 là 1.6, 1.6 bao ship cho anh em hết. Tiếp theo là con máy 8V nhỏ IGBT anh em. Đây anh em, đây trên tay mình là máy 8V nhỏ IGBT auto nguồn nước cho anh em. Nhưng mà mình vẫn khuyên anh em dùng nước của anh em, chỉ có bị nước bị nhiễm phèn, nhiễm lợ, nhiễm mặn gì đó, hoặc là nước sình, nước thối, nước tạp chất thì anh em đánh mẫu IGBT cho mình. Còn nếu chỉ là nước ngọt thôi thì anh em cứ đánh bản máy LC cho mình nha. Nước ngọt thì cứ đánh những cái máy LC cho mình, còn nước nhiễm á, thì anh em hãy sử dụng mẫu IGBT. Thì đây, và bản 8V nhỏ IGBT, phép nhỏ lưng đồng IGBT sử dụng biến áp là E42, cũng có auto quạt đầy đủ cho anh em hết. Bản này mình chưa gắn cây quạt anh em, mình quay xong thì mình sẽ gắn cây quạt cho anh em như những máy đó thôi nha. Tất cả đều sẽ có quạt hết. Đó, tụ nhân áp nè là tụ lớn hết nha.
Tụ chân cứng hết, anh em thấy con tụ mình cũng khá là to nha. Tụ chân cứng cùng cảm cũng là 42 luôn, bơm hai con IGBT bơm đầu ga đó là 40T120 anh em. Nó sẽ có đầy đủ chức năng và chế độ cho anh em hết nha, cũng có lì và trộn, lì và bơm đầy đủ cho anh em hết. Đây cũng có hai cọc thôi, chỉ là sắp xếp nó khác nhau thôi, chỉnh máy thì cũng tương tự, cọc đỏ là vào, cọc đen là mát, nút đỏ là chỉnh tần số, nút trắng là chỉnh trộn, cũng tương tự thôi anh em. Máy thì có cắt chữ IGBT trên hộp rất là đẹp cho anh em luôn. Đấy. Rồi, đây là bản 8 phép nhỏ IGBT nha. Bản này thì auto. Tiếp theo là máy 8 phép lớn anh em. Bản này thì cao cấp hơn. Đây, máy này là 8 phép lớn. Nó sử dụng chung bản mạch với máy 8 phép nhỏ anh em. Sử dụng chung bản mạch với 8 phép nhỏ. Mạch này là mạch của bên mình luôn nha anh em. Mạch chính thức bên mình, có khắc tên của mình ở dưới cái bản mạch đây, điện tử khiêm đó. Máy bảo hành cho anh em trong vòng 1 năm hết nha. Bản này thì bản update của từ 8 phép nhỏ lên thôi. Bản này thì cao cấp hơn, nó sử dụng là E49 anh em. Sử dụng là E49 phép là 8 con phép lớn nha, 8 con phép lớn 290N08 phép mới. Nó sử dụng, anh em thấy cặp tụ nè, cặp tụ nó khác hoàn toàn hết anh em thấy cặp tụ khác hoàn toàn nha. Ở đây cặp tụ là tụ F-code anh em, tụ F-code khá là xịn luôn đó. Về chức năng chế độ thì cũng vẫn vậy thôi anh em, chức năng chế độ thì cũng vẫn vậy thôi. Mẫu bên kia là một củ tư nha anh em, 8 phép nhỏ IGBT auto là một củ tư, còn 8 phép lớn IGBT auto là một củ 8. Đấy, tất cả giá bên mình đều là bảo ship và bảo hành sửa chữa miễn phí cho anh em trong vòng 1 năm hết nha. Thì chắc video này mình sẽ làm ngắn để mà giới thiệu cho anh em vậy thôi, chứ mình không có test máy. Anh em nào cần tham khảo anh em cứ việc liên hệ mình nha. Trời cũng mưa rồi, chắc mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha. Rồi ok, chào anh em, hẹn anh em ở video lần sau.